dân này để du lịch đà lạt hay là các tỉnh phía nam thì quả thực rất là lý tưởng tuy nhiên đối với khu vực phía bắc thì quý vị có thể thấy rằng là thời tiết đang có trạng thái nồm ẩm và có rất nhiều mây mù mới đây thì cũng do thời tiết sương mù và mây thấp xảy ra nhiều tại khu vực phía bắc để có thể đảm bảo hoạt động an toàn cũng như vì quyền lợi của khách hàng trước ảnh hưởng này thì cục hàng không đã vừa có chỉ đạo khẩn cấp gửi các đơn vị liên quan theo đó, một số sân bay khu vực miền Bắc đã chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sương mù mây thấp, nhiều chuyến bay đã phải chờ hay là hủy chuyến chuyển hướng, ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác của các hãng hàng không và chất lượng dịch vụ đối với hành khách. Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch hoặc là thay đổi lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay. Trường hợp các chuyến bay phải bay chờ, chậm hay là hủy chuyến hoặc chuyển hướng vì lý do thời tiết, các hãng cần kịp thời thông báo tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người vận chuyển, đảm bảo quyền lợi cho hành khách. Đối với đơn vị quản lý bay, Cục Hàng không Việt Nam lưu ý, trong trường hợp thời tiết không cho phép, kiểm soát viên không lưu phải cấp huấn lệnh chuyển hướng máy bay đi sân bay dự bị phù hợp, kịp thời phát hiện các tình huống uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo và có biện pháp để xử lý kịp thời.